rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo Với Cà Tê. Thì hôm nay chúng ta lại đến với con mu MU nha. Ok, bây giờ bấm vào đăng ký. Rồi mật khẩu lộn Gmail. Xác nhận. Ok, ở đây chúng ta có một server. À quên nữa, giới thiệu cho các bạn ha, là cái con game này là nó sẽ có server mới. Nhưng bây giờ mình sẽ vào server này test trước ha, cho các bạn xem cái tính năng. Thì trước khi đó thì mình giới thiệu sơ qua về cái trang chủ của game ha. Đây, đây là cái trang chủ giao diện của con MU này ha. MU này là Vision 9.0 gì đó, là MU Dragon. Đó. Thì bản này có iOS luôn nha các bạn. Đó. Giới thiệu về game, đây là hướng dẫn cho iOS nè ha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả. Đó. Đó, hướng dẫn hết ha. Ok, có iOS luôn. Rồi, đây là cho Android. Android dễ rồi. Rồi, ở đây có nạp thẻ rúp. Đó, đây giới thiệu về game nè. Đó, bản 9.0 đó, tham gia trải nghiệm MU Dragon. Đó, phi VIP 15 đù 15 luôn. Phi bộ trang bị cộng 10, phi thùy trang vũ khí. Đó, khu cửa bò cạp, hình gấu trúc, cánh cấm 20 cộng 10, phi cánh thiên lục, phi trang phục bóng tối dấu chân. Cái đây là những cái mà tiêu biểu ha. Vào là các bạn đi nhiệm vụ thì nó sẽ cho. Còn full code nữa nha các bạn, full mã code nữa, mình sẽ để mã code ở dưới cho các bạn luôn. Đây là MU Dragon nè. Đó. Kết bạn farm quái nè, farm quái hoàng kim nè, farm boss thế giới nè. Sẽ được rất là đồ, nhiều đồ nha. Giết boss ảo cảnh này nọ. Nói chung là đánh ở đâu cũng sẽ ra kim cương này nọ ha. Đây, thiết bị Samsung đó. Hệ thống phiên bản 4.0 trở lên, iOS 8 trở lên đó. Ok, bây giờ chúng ta bấm qua bên cái fanpage của game, giới thiệu cho các bạn về cái fanpage của game luôn. Đây, đây là cái fanpage của game luôn. Rồi anh em nào muốn gì thì có thể bấm vào cái chỗ nhắn tin đó, và chúng ta trò chuyện với admin của game ha. Rồi ở đây đi tiếp khác đi chút rồi ấy. Rồi ở đây MU Dragon lên phiên bản rồi ha, update phiên bản lên rồi nha các bạn. Đây phiên bản 10.6 hay mở server ha. Lúc 10:10 ngày 3/4 là hôm nay. Ok. Đó, 10:10 hết ta. Tại sao lại 10:10? Chắc là một cái giờ tốt gì đó. Ok. Rồi cái này là đó, BK này nọ, hệ thống phi phục sinh nè, đó có phục sinh luôn. Hệ thống phi 100 kim cương không khóa, tranh quái, cày cuốc, cây kim cương, tham gia hoạt động, kiếm xu. Đó, đập boss, cũng mua mỗi tay vậy đó, quá trời luôn. Rồi đây có event like share nè, đó, tag 3 người bạn. Đó, trong thì inbox để nhận feed code hoặc khủng gì đó, ok. Đó, tải game tại MUDRAGONVN.com. Rồi, có iOS nha các bạn, nhắc lại lần nữa. Đó, anh em nào muốn thì có thể inbox trực tiếp cho ad game ha. Ok, bây giờ chúng ta quay lại game. Ok, chúng ta vào game. Đây, vẫn như cũ ha, chúng ta có 5 lát nhân vật. Bản này bản mới ha. Dẫn chiến binh, pháp sư, cung thủ. Đó, đấu sĩ và thuật sĩ. Rồi hôm nay chúng ta chơi pháp sư đi. Ok, nè phi nè, cài cuốc nè, kim cương không khóa, item vip chuyển sinh vô hạn, flash cân bằng, thú cưỡi đầy đủ.
Rồi chúng ta bắt đầu hành trình ha. Các bạn nhớ là làm hết cái nhiệm vụ đầu ha, đừng có mà bỏ cái nhiệm vụ nha các bạn. Nhiệm vụ là được rất là nhiều thứ cho các bạn đầu mới đầu chơi ha. Đây VIP hướng dẫn quà tân thủ dùng đó, kim cương không khóa lên này nè ha. Rồi thì cái kim cương khóa là được bao nhiêu đó, còn cái kim cương không khóa là các bạn đi đánh boss hay là treo máy là sẽ được ha. Nói chung là cái này là phi cài cuốc nha các bạn đó. Ok, chạy xong nhiệm vụ thì bây giờ chúng ta chuyển sinh cái. Ở đây thì nó phi cho chúng ta bao nhiêu chuyển sinh đây. Ồ, chuyển sinh 3 ha. Rồi ở đây chúng ta có danh hiệu. Thì chút chắc mình dẹp ra quá. Để đó đi, chút tính. Rồi ở đây chúng ta được cánh ha. Rồi hướng dẫn nhận quà tân thủ dùng. À không dùng được, cũng không biết dùng. Đó, quy cho chúng ta là đầu ha. Cái này đầu game vào nha các bạn. Đó, các bạn nhớ giúp mình ha. Đó, phù cấp 10 này nọ. Rồi rồi mấy cái này thì đây kim cương này quy cho nhiêu đây thì chút thì chúng ta cũng sẽ có nhiều kim cương hơn ha. Này cũng cần. Rồi ok, rồi mình ra cái VIP ha. Đâu rồi, VIP 15. Đây VIP 15 chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều đồ ha. Hộp thú cưỡi VIP nè. Đó, ở đây rồi danh hiệu thần kỳ tích. Đó, rồi ở đây thì Gold Quốc gì đó, mu gì đó, quốc cho mu gì đó. Đó, ở đây thì tiếp tục nữa ha, danh hiệu vua kỳ tích. Rồi, ở đây phụ kiện. Đó, rất là nhiều nha các bạn. Ok, bây giờ mình mở cái kho ra cái. Chủ yếu là mở cái túi đồ đựng cất đồ cái các bạn ơi. Tạm thời cất mấy cái này vô trong đi ha. Cái này chưa cần xài tới. Ok. Rồi ở đây chúng ta có tái sinh ha. Tôi muốn tái sinh. Đó, nhấp vào. Đồ. Oh my god. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn ăn code ha. Rồi ok, chúng ta bấm vào cái sự kiện. Rồi bấm vào phúc lợi đi, kiếm chỗ nào nạp á. Đây là có nạp tiền nè ha. Rồi bấm vào chữ nạp. Bấm vào cái kim cương. Rồi ở đây các bạn thấy nè, rút tiền tài khoản. Đó, rút tiền anh em nào nạp thì có thể rút ha. Rồi ở đây chúng ta có feed code nè, chúng ta bấm vào đây. Rồi mã code mình sẽ để dưới phần mô tả hết nha. Rồi ở đây chúng ta nhập mã code vào. Đó, sure, ok, nhận thành công. Rồi chúng ta hot ra, chúng ta vào cái khác ha. Bấm vào hộp hư, đó, chúng ta nhận. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hết code nha các bạn ha. Ok, rồi cho các bạn xem coi code nó có gì. Trước tiên thì chúng ta phải mở full cái túi ha. Rất là nhiều mã code nha các bạn. Ồ, phải bỏ à? Để bỏ mới mà nhập cái khác vô được. Ồ, cái gì mà quá trời luôn, gồm giá trị gì lục
tăng rồi tân hữu 10 quá trời luôn các bạn ơi. Rất nhiều nha, rất nhiều cái mã code nha các bạn. Một con game là đáng chơi trong cái mùa dịch này ha. Có cho iOS luôn nên các bạn iOS thì nhanh chân chơi ha. Còn mà nếu mà cài đặt không được thì chúng ta nhắn tin admin ha. Rồi cái đường link và cái giới thiệu mình để ở cái link thì mình đã để ở dưới cái phần mô tả. Còn cái phần giới thiệu thì mình sẽ mình để ở khúc đầu rồi ha. Đó, các bạn nhắn tin trực tiếp vào game luôn ha. Chứ nhiều cái thì nhiều khi mình không biết. Đó. Quá trời luôn, nhập hồi nãy giờ chưa hết nữa nè các bạn. Ok ok, gần xong rồi ha, chúng ta còn một cái nữa. Rồi. Rồi cuối cùng chúng ta cũng đã ăn hết được cái mã code. Ok, bấm vào hư. Đó. Đây là cái dấu chân ha, full dấu chân. Full cánh. Đủ full bet luôn, có bet mới luôn. Bet này là của bản 12 chấm mấy á. Đây là thời trang, cũng bản của 12 chấm mấy luôn ha. Cái này mình giới thiệu cho các bạn toàn là những cái bản mù mới không ha. Các bạn hãy like và share giúp mình nha. Còn đây là cái thời trang, ở lộn cái này là đồ ha. Đồ của Triệu Hồi Sư ha. Anh em nào xài phái nào thì lấy phái đó. Còn cái này thì đấu sĩ. Chúng ta là pháp sư ha, pháp sư. Pháp sư đâu? Đây là cung thủ rồi, pháp sư. Đây. Đồ của pháp sư ha. Lộn. Hay là đầu của kiếm sĩ nè. Đó, rất là nhiều mã code ha. Để đếm coi. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12 13, 14 15. Với một cái mình lấy với cái nãy nữa là 16 cái mã code ha. Rồi rất là nhiều ha. Bây giờ chúng ta vào, chúng ta đã lấy xóa cái đính kèm. Lấy xóa đính kèm. Vô vô xài bớt ha. Rồi ok. Quy cho chúng ta đồ cấp 10 luôn ha. Đó. Rất là ngon nha. Đây, bộ đồ lúc mà chưa có cộng lên hay gì nè, đó. Đây, đây là bộ đồ tái sinh ha. Các bạn nào muốn mặc bộ này thì bấm vào cái đây, hướng dẫn các bạn mặc bộ này ha. Bấm vào cái túi, chọn túi tái sinh. Đó, các bạn bấm vào hiện trang bị. Rồi đây nó sẽ không thấy đâu, thoát ra đây. Đù, ngầu chưa, ngầu chưa. Ok, mình sẽ phóng gần lại cho các bạn xem. Đây, phóng gần lại cho các bạn xem ha. Đó, nhìn ngầu chưa? Bỏ cái này đi để cho nó bự bự lên, cho nó ngầu quá nè. Khiếp đảm chưa? Đó, u. Nhìn ngầu quá. Ok ok, không bự lên cái. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục mở những thứ khác ha. Ok, dùng. A few moments later. Rồi sau một thời gian thì mình đã ăn hết cái
thời trang ha. Bây giờ mình sẽ lướt cái thời trang cho các bạn xem. Rồi đâu rồi à, tủ thời trang đó. Cái nhân vật pháp sư này thì nó có một cái khiên nhìn đẹp không? Đó. Các bạn nào coi cái phim Sứ mạng thần chết rồi thì các bạn sẽ thấy ha. Cái này giống một cái tuyệt chiêu của nó ha. Đó, cái khiên của thần chết nhìn giống vậy đó. Đó. Mỗi bộ đồ là đó, mỗi nhân vật là mỗi bộ đồ nó sẽ có một cái khác nhau ha. Đó, bộ này đẹp nè. Noel, ok. Đâu, bộ này cũng đẹp nè các bạn. Mỗi bộ đồ của mỗi nhân vật thì nó khác nhau ha. Đó, nhìn ngầu chưa? Đó, bộ quý tộc nè. Ôi ôi. Bộ hoàng kim. Bộ kỵ sĩ, đó. Bộ ít. Bộ này có quần bóng kìa ta. Gió, Halloween. Bộ thể thao. Ồ, bộ thể thao này tóc dài nè các bạn. Bộ trang phục miền Tây ha. Thần thánh. Đây, bộ gấu trúc. Bộ hải tặc. Sát thủ. Này, có sát thủ gì đâu. Nhìn thấy nó đẹp mà. Bộ phượng hoàng. Trang phục ngày lễ. Bộ sưng dành cho tình yêu vậy đó. Tình yêu vĩnh hằng. Linh hồn, bộ kinh điển. Rồi, ok, để mình lựa coi. Mình đang phân vân giữa bộ Noel và bộ võ sư. Không mà mình lấy Noel đi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có cánh ha. Rất là nhiều cánh. Cánh này là cánh trong game ha. Chứ không phải mấy cái cánh mà mấy cái bánh nhỏ nhỏ vuông vuông của mấy chị em đâu ha. Đó, nhìn ngầu chưa? Như tuyết, như nguyệt cái đó. Đù. Bộ này như quỷ. Nhìn ngầu chứ bộ. Đó, sặc sỡ chưa? Đó. Đây, bão tuyết. Nhìn thấy lạnh thiệt chứ. Đây có rất nhiều cái cánh ha. Đó. Giới thiệu sơ cho bạn nào mới chơi mu ha. Đó. Em mu chứ không phải là chơi mu. Đó, ok, lấy bộ này đi. Cho nó băng giá. Đây, mang cái này vô. Đó. Còn đây là dấu chân. Đó, các bạn đi là nó sẽ hiện hiệu ứng ha. Băng đi, hiệu ứng băng đi. Mình đang mặc bộ Giáng sinh mà. Đây là có rất là nhiều cái hiệu ứng ha. Ok, ok. Bơm đạn gì đó. Đó, nổ. Đó, dấu chân đó. Đó, hiện ba đó lên đó. Ok. Rồi, tiếp tục ha. Tiếp tục là chúng ta sẽ tới thú cưỡi. Ở đây là bét ha, đúng rồi, đây là mình giới thiệu các bạn là bét ha. Ở đây chúng ta bản này, phiên bản là phiên bản mới nha. Đó. Có bét tứ linh nha các bạn. Đây mình dùng hết mình sẽ cho các bạn xem. Đó. Vẫn là một phiên bản mới ha. Đó, bét tứ linh. Long lân quy phụng. Đó. Quá ngầu, quá ngầu. Đây là con quy. Đó, xài con nào thì sức chiến con đó ha. Đó, ngầu rồi đó. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có thú cưỡi ha. Đó. Thích con nào thì dùng con đó, không thì dùng hết ha. Ok, sẽ dùng con này. Đó, bây giờ chúng ta đã có hút cưỡi rồi ha. Rồi, ở đây chúng ta cũng có thời trang dành cho hút cưỡi nha các bạn. Đây, thời trang nè, hết kỳ. Đó, thời trang mã lân. Rồi, sư tử vàng. Đó, rất nhiều luôn. Thủy quái. Đó, ngựa thần. Đó, con này là con linh dương nha. Mà ở đây là nó ghi là ngựa thần.
Ok, chịu luôn, biết sao giờ. Để mở một số con đặc biệt cho các bạn xem ha. Đó. Ôi ghê quá, hết kỳ nè, chúng ta cưỡi chó đi ha. Còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời cưỡi ngựa lấy thung bắn rùi. Còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời dẹp mẹ nó cái hiệu ứng danh hiệu đi, nó che mẹ nó cái đầu rồi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta đi vào phục sinh, đi đánh boss, đánh thôi coi. Cấp độ chưa đủ không khởi đến hả? Buồn gì? Đây có lò luyện nè, đá gia công, cái này là một tính năng mới nha các bạn. Những cái bản khác là không có ha. Chỉ có những cái bản hổm gài mình hướng dẫn cho các bạn ha. Đó. Đó, nhìn ngầu không? Oh my god. Đẹp quá các bạn ơi. Giờ này còn rất là nhiều bạn đang chơi game ha. Đó. Rồi, ở đây chúng ta có một cái mã code mình quên nói với các bạn, đâu rồi? Đây. Ở đây là còn có một cái mã code ha. Đây, nó ăn full là chúng ta sẽ có kim kim cương nữa ha. Đó, lấy liền, dễ gì không lấy. Nhưng mà mấy kim cương này chúng ta cũng xài không có bao nhiêu. Đa số là đến từ việc chúng ta đi săn boss ha. 2, 4, 6, 40, 10 triệu ha. Ok, cái này để đây đi. Cái này dấu chân, thời trang gì đó, ok. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn đi săn boss ha. Đúng không? Ừ đúng rồi, đi đánh cái. Nè các bạn chọn mấy cái bãi nào mà có chấm màu vàng vàng nè, hồi nãy mình có chỉ cho các bạn rồi đó. Không thì các bạn có thể nè, đây nè, đánh mấy con này nè. Bắt đầu auto ha, dứt. Đó, 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 thấy có kim cương chưa? Dứt. Dân chơi mà sợ gì mới rơi quá trời luôn nè. Đó, oh my god. Chết, chết. Con này đi farm đồ rất là ngon ha các bạn. Đó, ố, kim cương nữa kìa, đó. Đó, đó, quá trời luôn. Ok, để auto cho nó đánh nè, nó lụm ha. Đó, đó, quá trời đồ luôn, tha hồ mà lụm nè. Đó, đó. Quá trời luôn, kim cương. Kim cương full ha, đó. Kim cương khóa là full luôn. Rồi, ok, cho nó đánh đi, mình vô mình cho các bạn xem cái shop. Cái nhiều ông bảo là tôi điêu. Shop. Ok, đây. Shop bán 1000 ngôi sao may mắn này nọ, bộ bộ trang bị gì đó quá trời nè ha. Rồi, ở đây chúng ta có nguy hiệu công DK này nọ quá trời nè ha. Đó, đó. Những cái tính năng mới ha các bạn. Đó, quá trời luôn. Này là linh hồn để đồ giám ha. Rồi đó, đá này nọ để chúng ta đi cộng đồ này nọ ha. Rồi đây là có danh hiệu. Đó. Tất cả đều đi săn boss là có ha các bạn. Đó. Đâu rồi, hồi nãy chúng ta đánh được bao nhiêu? Đây. Này là kim cương khóa. Còn đây là kim cương không khóa. Đó. Chưa tính là rất nhiều cái đây, cái này dùng ở trong cái gì quên mẹ nó rồi.
cái sự kiện phải không ta, nhớ quá. Đây nè, trong cái sự kiện, nhận cái này đi. Đây là quà đăng nhập này nọ. Con gì vậy? Thu linh thú. Đây, các bạn vô cái phòng thu thập ha. Đó, các bạn đánh boss ha, là sau này sẽ đổi được những con vật nè. Ví dụ như là có ca nè, với tin nè. Rồi cái này cái gì ta? Cái này không biết nữa, quên mẹ nữa rồi. Đó, các bạn sẽ đổi được một con thú ngỏa kỳ lân ha. Rồi bây giờ chúng ta vào một chỗ nữa. Ok, hôm nay không còn thì hồi nãy chúng ta có cái túi đây, cái này dùng. Rồi các bạn dùng ha, nguyên chương nhân kinh nghiệm. Ok, nhân một lần thôi. Các bạn đi farm kim cương thì các bạn ra mấy cái bãi ha, mỗi map đều sẽ có ha. Rồi còn ở đây thì các bạn trend để lên cấp và lượm nhiều đồ ha. Đó, kiếm này nọ quá trời luôn kìa. Đó, đó rất là nhiều đồ ha, đồ cho chúng ta chơi event này nọ, kim cương nè. Đó, kim cương không khóa nè ha. Đó, rất nhiều. Ok, rồi video giới thiệu tới đây thôi ha. Rồi còn bạn nào chơi thì bấm vào cái phần mô tả dưới ha. Đó, có gì thắc mắc thì inbox trực tiếp với admin game luôn. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye, nhớ like và share nha các bạn. Đó, ok, bye bye, chào tạm biệt.